Tòa Thánh chích ngừa cúm và xét nghiệm virus corona miễn phí cho người vô gia cư. Hôm thứ Tư 2 tháng 12, xe cứu thương của Vatican đã mang các vật tư y tế, trong đó có vaccine ngừa cúm và dụng cụ xét nghiệm virus corona đến cho những người vô gia cư đang sống ở thị trấn nhỏ Tovenica ở ven biển, cách Roma khoảng 80 cây số về phía nam. Mặc dù trời mưa to, các nhân viên y tế từ sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã tiến hành chích ngừa cúm và xét nghiệm COVID-19 cho 35 người ở sân trước giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Những người nhận được sự giúp đỡ chủ yếu là người nhập cư từ Argentina, Colombia và Peru, những người khó có thể nhận được các chăm sóc y tế thông thường. Vài người trong số này làm mãi dâm tại bãi biển của thị trấn. Phần lớn họ không có giấy tờ hoặc không có bảo hiểm y tế và cũng thường dương tính với HIV. Cha Antra Konocha, cha xứ của địa phương nói, dù trời đầy mây và mưa, nhưng là một ngày đầy mặt trời bởi vì nó được chiếu sáng và sưởi ấm bởi sự hiện diện của những người bạn đã đến với chiếc xe cứu thương của Vatican. Cha nói tiếp, mọi người rất vui vì sự gần gũi này, vì sự hiện diện, quan tâm và chăm sóc này. Họ rất vui mừng, họ cầu nguyện cho giáo hội, họ xin Chúa chúc lành cho Đức Giáo Hoàng. Họ thật sự rất hài lòng và rất hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ. Kể từ khi đại dịch bùng nổ, đây không phải là lần đầu tiên tổ chức từ thiện của Đức Thánh Cha do Đức Hồng Y Konrad Krajewski lãnh đạo từ khu vực đền thờ Thánh Phêrô đi đến hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ. Từ việc phát khẩu trang cho người nghèo ở nhà ga Termini, đến tặng máy thở cho các bệnh viện ở Ý, Tây Ban Nha và Brazil. Mục tiêu luôn là mang sự gần gũi về tinh thần và vật chất của Đức Thánh Cha Francisco đến với những người đau khổ nhất trong những thời điểm khó khăn này.